5 hecta ruộng muối của nhà bà Tân đều được trải bạt. Đây cũng là những ruộng muối đầu tiên của diêm dân Ninh Thuận chuyển từ làm muối nền đất sang trải bạt HDPE trên ô kết tinh muối. Từ đó chất lượng muối mà bà Tân làm ra trở nên khác biệt. Bản thân cái nước để sản xuất ra muối không tiếp xúc với bùn đất, cho nên nó không lỏng các cái tạp chất bùn đất, arsen của nó rất thấp. Cái thứ hai là tất cả các cái tạp chất đều không tiếp xúc với hạt muối, thì hạt muối nó rất trắng và tỷ lệ phần trăm natri clorua rất cao. Một dự án với quy trình sản xuất muối khép kín được định hình, từ ruộng muối đến kho trữ rồi đến nhà máy chế biến đang được Ninh Thuận triển khai, dự kiến sẽ sản xuất 350.000 tấn muối mỗi năm, phục vụ cho công nghiệp và xuất khẩu. Phương án tăng sản lượng đã có, nhưng cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng muối phù hợp cho các mục đích sử dụng khác nhau thì đòi hỏi những bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn với các tiêu chí cụ thể hơn. Trong tiêu chuẩn quốc gia thì chính mình mới chỉ có hai nhóm thôi. Nhóm về các cái hàm lượng về muối, cái nhóm thứ hai là chất cấm. Chúng ta phải xây dựng các cái tiêu chuẩn chất lượng, nhất là các tiêu chuẩn chất lượng của các vùng miền, của các cái phương pháp sản xuất. Muối nó không phải là một cái gia vị nữa, mà muối nó là phải là trở thành một thực phẩm, nó hoặc thành một dược phẩm, nó trở thành một mỹ phẩm giống như các quốc gia đang làm, và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đi theo hướng đó, và rất nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu đã đi theo hướng đó, tức là tạo ra giá trị gia tăng bằng cách đa dạng hóa hạt muối của chúng ta. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng cần thành lập hiệp hội muối gắn với dinh dưỡng, thiết lập mối liên kết giữa bà con diêm dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, củng cố lại ngành hàng, dần nâng tầm muối trở thành ngành hàng chủ lực trong tương lai.